Những con giáp khi sinh ra thì đã đem lại may mắn cho gia đình cha mẹ, càng lớn lên lại càng đem tài lộc vào nhà. Đó là ngọ, hợi, mẹo, mùi, thân, dậu, tý, thìn. Xin chúc mừng những bậc cha mẹ có những đứa con sanh vào những con giáp.